Thưa các đồng chí và quý vị, nhằm thông tin kịp thời tới các đồng chí và quý vị về luật nghĩa vụ quân sự năm nay, trong chương trình trước, quý vị đã theo dõi các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và quý vị tìm hiểu về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. B. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Những thông tin về luật nghĩa vụ quân sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.